Con người mà có trí tuệ cảm xúc thì là một người có cảm xúc thông minh, và họ sẽ tự hiểu mình và sẽ tự hiểu là mình sẽ đem lại cái cảm xúc gì cho người khác. Và từ cái đó thì sẽ có những cái, ví dụ như là họ sẽ làm chủ được hành vi của mình để không tức giận quá và tạo ra những cái xung đột không đáng có. Và thứ hai là họ sẽ nhiệt huyết. Nhiệt huyết ở đây tức là họ chủ động trong mọi cái cảm xúc của mình và họ đem đến cái sự vui vẻ, cái sự hạnh phúc đến cho người khác. Và tiếp theo là họ có sự thông cảm đối với cảm xúc của người khác. Tức là khi họ lắng nghe cảm xúc của người khác thì họ sẽ không phán xét hay là không đánh giá cái cảm xúc của người khác. Và thay vào đó thì họ sẽ không có những cái phát ngôn để làm tổn thương đến người đối phương. Và cuối cùng cũng là cái quan trọng nhất trong trí tuệ, cảm xúc trí tuệ, đó là khả năng ứng biến tình huống linh hoạt. Và họ là người có làm chủ được hành vi, và họ là người làm chủ được cảm xúc của mình, và họ sẽ có khả năng ứng biến linh hoạt. Từ đó thì họ sẽ lấy lòng được tất cả mọi người và tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp để có thể tiếp bước trên cái con đường của họ đã chọn. Và trên đây là hai cái lĩnh vực mà mình nói về cái phần tâm lý học, là hai cái con người, đó là con người cơ thể vật lý và con người cảm xúc. Thì những cái con người sau thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái video sau, và mong rằng là cái video sau thì mình sẽ truyền tải được nhiều ý nghĩa hơn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết cái video này của mình.